mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay. Hôm nay vòng tay của mình sẽ có dòng chữ quả trứng. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình lại tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay. Hôm nay vòng tay của mình sẽ có dòng quả trứng vịt lộn. Rồi, dễ bắt đầu làm nha. Quả trứng vịt lộn. Đầu tiên mình sẽ bắt đầu với màu cam. Không sao, cái ghế nó không chịu xuống á. Đây là phần màu cam của mình. Đây là màu cam của mình. Mình sẽ tiếp tục xỏ với màu đỏ. Đây là phần màu đỏ của mình đã hoàn thành. Đây là phần màu đỏ của mình đã hoàn thành nhé. Tiếp theo mình sẽ xỏ đến màu. Tiếp theo mình sẽ xỏ màu trắng. Hôm trước mỗi đứa 10.000 mua kẹo đúng không? Đúng rồi. Mà bây giờ ta cầm 10.000 thì có nghĩa là
hôm trước 10.000 đã mua rồi là của ta đúng không? 5.000 của Nghĩa đúng không? Công chưa đóng tiền, đóng vào qua vô vẩn. Giờ ta mới tính tự nhiên tại ta phải khai 10.000. Về ơn chưa chào mới vào vẩn thó mất 10.000 của người ta. Đi mua đi. Công. Công. Mua đi. Mua cái đời. Tiền đấy mua đi. Chiều mua bao giờ? Giờ đã mua, nói không cần. Giờ chỉ. Đi đi. Chiều ăn cái khác. Đây là ba màu của mình nhá. Đây là ba màu của mình. Bây giờ mình sẽ tiếp tục với hạt. Chữ chiều người ta đi học. Ô này ăn của chiều ăn ở đấy thì ơi nhỉ, có đường đi học đâu à. Lớp chị em vẫn thông báo đi học nhưng mà chị không biết. Một đúng không nhỉ, đúng không nhỉ, đúng rồi. Giờ mà chó này đúng rồi, nghĩ là em thì nó nói thì một hôm không chết đi gặp mà. Bảo công xem. Em một lần nghỉ. Công học học chậm đấy, đã bỏ học chưa? Dạ. Bảo ta bỏ học. Bỏ học đâu? Thế thì bảo là học chậm đấy thì cũng có học bỏ học đâu. Mắc người ta phải bỏ. Yêu bỏ một hôm chết được phải lo. Chết được. Ô, bây giờ hơi em bị mấy tháng rồi đấy. Bỏ mấy tháng gì? Tùy người em ạ. À. Không phải ai cũng giống ai đâu. Tôi đến thằng sống đây đây, nó cũng bị như mày đó. Học bên lớp 9 như mày sao? Đứa nào? Cái thằng này sửa nào? Sống bình bình đời, bình đời. Video của mình đã hoàn thành. Video của mình đã hoàn thành được. Chiếc vòng của mình đã hoàn thành, video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì có thể bấm like, bấm chia sẻ và đăng ký kênh cho mình. Các bạn ơi, chiếc vòng của mình đã xong rồi, video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì có thể ấn like, ấn chia sẻ và đăng ký kênh cho mình nhé.